cao quá hôm tới không? Lớp đi, xây hết lớp rồi nghỉ. Hợp lý. Giờ này đã là 16:30 rồi nha anh em ơi. Còn một hàng cuối cùng rồi ngày mai sẽ hoàn thiện. Hả? Quay lại là coi không chút. Để quay phim xong rồi nhỉ. Qua hơi muộn rồi. Mặt đây ha, cười đây, cười đây với khán giả này, à. Đi. Vô hoàn thiện rồi là mai mốt em qua đây thường xuyên đó nha, qua đây quay phim rồi. Ủa anh đang giờ nhớ làm sắt để làm gì đây? Con đó là lúc bài đó không? Con đó là lớp này là lúc bài này. Rồi.